Hành trình qua cánh đồng chết. Số 18. Tác giả: Chandriti Him. Có nhiều người khác cũng trốn về thăm gia đình, chị chê trả lời không phải chỉ mình tụi con đâu Giọng chị thoải mái Chấn an mẹ Nhưng mắc dịu dàng nhắc chúng tôi Nhưng các con Phải luôn luôn cẩn thận Nhớ chăm sóc cho A Thi nhé Nó còn nhỏ quá Bà nói Nếu họ hành hạ chúng tôi Thì coi như họ giết bà Rồi một lần nữa Bà nhắc chúng tôi phải hết sức cẩn thận Chị chê chấn an mắc Là chúng tôi sẽ cẩn thận hết sức rồi mắc mới quay sang chỗ cơm chúng tôi mang về cho mẹ bà bảo chị ra đánh thức Avi và Mập dậy để cùng ăn lúc này mặt trăng đã khuất đi ánh trăng mở dần nơi lối đi dẫn vào lều mắc Avi và Mập ăn vội vàng cơm như bay vào trong miệng họ Fred cơm ngon ngọt quá mắc kêu lên giọng bà như biết ơn mẹ không ăn cơm từ lâu lắm rồi có cơm ăn giống như được lên trời vậy. Sau khi ăn xong, Mắc kể cho chúng tôi nghe đời sống của bà ở Đáp Tất cả họ phải ăn lá ở trong rừng hoặc các thân cây cỏ nước do em Avi 9 tuổi hái ở hồ gần làng. Có khi may mắn, Mắc và Avi bắt được vài con dế hoặc cóc. Mắc nói về cái đói của mình một cách dễ dàng như là một chuyện tự nhiên. Đã muộn, có lẽ quá nửa đêm. Tôi chỉ có thể đoán giờ bằng sự yên lặng hoàn toàn quanh đa pô. Tôi cũng gục ngủ rất nhanh. Chẳng bao lâu tôi nghe tiếng chị chê. A Thi, đến giờ rồi. Mình phải về, hai người kia đang đợi ở ngoài đấy. Dậy đi A Thi. Chị giúp tôi bước ra khỏi lều, đi vào rừng, an toàn trở lại trại lao động. Vào buổi sáng sớm, trời còn tối đen như mực ở tại trại. Chị chê chính là mẹ tôi, chị, chị ra và tôi tiếp tục lén đem một phần cơm cho mắc, sớt bớt từ khẩu phần của chúng tôi. hàng ngày, chúng tôi chỉ mong đợi buổi lén trốn đi này để được sống bên mắc, avi và mập, lâu chừng nào hay chừng ấy, vì ăn điều khiển toàn bộ cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi chẳng biết may mắn này kéo dài được bao lâu nữa nhưng ít nhất thì vào lúc này chúng tôi tự cho phép mình có một tí hạnh phúc và hãnh diện. Chỉ riêng việc được thấy mắc đã tạo ra cho tôi một chân trời để sống trong cái thế giới không có chân trời này. Trong những lần lén về thăm ngắn ngủi của chúng tôi, mẹ cũng săn sóc cho tôi, an ủi tôi. Về cặp mắt bị nhiễm trùng của tôi, mẹ bảo tôi hãy dùng nước tiểu của chính mình để chữa, hứng bằng một ngọn lá, gấp thành hình cây phễu. Bà chỉ cho tôi cách làm, là đưa phần nhọn của cây phễu đó lên cặp mắt, nhỏ từng giọt nước tiểu vàng khẻ đó xuống đều đều. Bà bảo, sữa mẹ cũng chữa rất tốt. Tôi đã nghe điều này trước đây, nhưng làm thế nào mà tôi kiếm ra được một người đàn bà có sữa? Ở đây rất ít trẻ con ra đời lần thứ nhất tôi thấy người lớn tuổi tỏ ra chú ý đến nhau là nơi những người mê cốc và khơ me đỏ đó là con cái của những người lãnh đạo đoàn họ thường trêu đùa ve vãn nhau còn những người lao động thì quan sát và gật gù chúng còn có da có thịt họ giải thích không còn da thịt và máu thì cũng chẳng còn ham muốn nữa chỉ còn công việc con kênh dẫn nước đã gần xong đoàn của người lớn sẽ hoàn tất công việc này. Tôi ngạc nhiên thấy trẻ con được phép trở lại làng của mình. Mắt của tôi đã lành bệnh do được điều trị bằng chính nước tiểu của tôi. Trước đây, khi bị bệnh nhiễm trùng mắt, tôi còn bị thêm một bệnh nữa là quáng gà, khiến cho mắt tôi không hoạt động được vào ban đêm. Vào những lúc có meeting bắt buộc, Avi phải nắm tay tôi dẫn đến đó rồi dẫn về lều. Khi bệnh nhiễm trùng được chữa khỏi, bệnh quáng gà cũng hết luôn. Mắt đã nhìn được, tôi lại mở mắt. Có rất nhiều điều để nhìn thấy. Chương 9 Bây giờ tôi đã biết câu trả lời. Dưới chế độ khơ me đỏ, sự sum họp gia đình là một điều vô cùng quý giá nhưng ngắn ngủi, xuất hiện đột ngột như một cơn mưa rào mùa hạ làm cho khí hậu dịu đi rồi chấm dứt cũng mau chóng như vậy sau phnom srai trẻ con được gửi trả về làng để cùng làm việc với người lớn ở đây phần lớn là với mẹ phát rừng nhổ cỏ dại để trồng khoai lang nơi làm việc ở xa độ hai hay ba dặm nhưng ít nhất chúng tôi cũng còn được sống với gia đình chúng tôi lại rơi vào những công việc vặt dễ chịu như đi nhặt lá để nấu với gạo và muối hoặc kiếm củi lấy nước. Nhớ lại, hồi ở nông Penh, chúng tôi cũng thường làm việc nhà mà không suy nghĩ gì. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau một cách tình cờ, như chị Chê nói về bài thi môn sử hay những chương trình dự định với bạn bè. Bây giờ thì chúng tôi làm những nhiệm vụ đó hàng ngày. Phần lớn trong im lặng chìm đắm vào những ý tưởng riêng tư và sợ phải nhìn quá xa vào tương lai của mình. Ban đêm, tôi nằm trên sàn nhà trong lều và cố thu lại những cảm xúc của những người tôi yêu quý gắn chặt vào nhau dưới một mái nhà. Quanh tôi là âm thanh nhẹ nhẹ của những hơi thở ban đêm, một bản hòa tấu của dế, ve và ếch nhái tôi khóa chặt những thứ ấy vào trong tâm trí như một nơi cất giữ an toàn. Vài tuần sau, chị Chê và Ra ra đi. Hai chị được đưa đến một trại lao động khác. Ngày Khmer Đỏ tập trung nhóm người để đưa họ đi, tôi lê bước ra nhìn theo họ. Tôi đã biết sợ những lời chia biệt, bởi vì đi theo đó là nỗi sợ hãi rằng tôi sẽ không bao giờ thấy lại họ nữa khi những người này đứng vào hàng tôi xúc động thấy dì rin cũng đứng trong hàng dì rin đẹp đẽ của tôi mắt ứa lệ thân hình gầy nhom và mệt nhọc tôi chỉ có thể gọi tên gì dì. dì quay đi cố đương đầu với nỗi đau của mình dì nhạy cảm đến mức dì không thể đối diện với một cuộc chia tay thêm một lần nữa tôi để mặc dì chỉ cầu nguyện cho dì lấy lại được sức mạnh và can đảm để chiến đấu và sống sót chỉ vài phút sau, hàng người bắt đầu di chuyển. Trước khi họ rời nơi đây, tôi muốn nói lời từ biệt với dì Rin. Tôi cũng muốn chạy theo và ôm chặt lấy chị Chê và chị Ra, hay ít nhất cũng nắm tay họ lần cuối cùng. Ít nhất thì cũng gọi được tên họ, nhưng lưỡi tôi cứng ngắc. Chỉ có đôi mắt là hoạt động. Tôi tìm dì Rin, nhìn theo dì cho đến khi chỉ còn thấy đôi chân của dì bước đều gì đã khuất sau những người đi trước và đi sau gì chị chê và chị ra cũng trôi ra khỏi mắt tôi như thế gia đình tôi tụ rồi tan như thủy triều chỉ sau một cái vẫy tay chị chê và chị ra đã đi khuất nhưng anh than lại trở về từ một trại lao động khác làm mắc nhẹ nhõm rồi chị Di tìm được chỗ trú ẩn trong một bệnh viện bằng cách giả vờ ốm đó chẳng qua là mẹo lừa của chị Bằng cách ở lại phía sau Chị tránh khỏi cái chết Có thể xảy ra vì lao động kiệt sức Nhưng chị phải đủ khôn ngoan Để tránh bệnh kiết lị Do vi trùng amip Hiện đang lan tràn trong các bệnh nhân ở bệnh viện Phần còn lại của gia đình Mắc, Avi, Mập và tôi Phải tồn tại theo cách riêng của mình Đó là làm việc trong rừng vì chúng tôi không thuộc vào nhóm tuổi phải làm việc trong các trại lao động anh than thì làm những gì mà người lãnh đạo trong làng bảo anh phải làm cày ruộng hay phát rừng vì lực lượng nam giới dự trữ hụt đi rất nhiều những ngày ấy chúng tôi phát cây nhỏ nhổ cỏ nơi cánh đồng chung quanh có cây lớn bao bọc trong đó có một cây xoài mọc hoang vào giờ ăn trưa dưới bóng mát xum xuê của hàng cây trong khi các cán bộ khơ me đỏ ngồi với nhau cách xa chỗ chúng tôi mắc và những người phụ nữ khác nói về thời xa xưa vừa ăn cháo gạo nấu với lá và muối họ nói chuyện về các món ăn ưa thích thời trước nói về những gì mình không thể có nghe ra như một cách hành hạ độc ác nhưng họ lại nói chuyện rất thoải mái khẩu phần ăn lại hạ xuống mức thấp nhất bệnh phù thủng cũng lan rộng. Thân hình em AV sưng phù lên, mắt thì gần như là nhắm tịt. Chĩa lên giữa hai mí mắt nó là hàng lông mi dài, tóc nó khô cứng và xoăn, da nó nhợt nhạt, sưng phồng lên vì bọng nước như sẵn sàng bật xuyên qua làn da mỏng. Tất cả chúng tôi đều bị phù nhưng không đến nỗi tệ như avi Đây hẳn là một trường hợp hiếm hoi do nạn đói gây nên. Nó được miễn lao động cực nhọc nhưng thân thể nó vẫn không chịu nổi và thua cuộc. Để phụ thêm vào phần ăn nhỏ nhoi của chúng tôi, anh than lén ra ngoài đánh cá. Chỉ mới 13 tuổi, lớn hơn tôi 2 tuổi, có vẻ như anh đã đảm nhiệm vai trò của một người đàn ông trưởng thành, chủ của gia đình. Ban đêm, anh đi bộ rất xa, ra đến chỗ hồ nơi anh đặt sẵn lưới cá cắm vào chỗ nước cạn và khuất không ai nhìn thấy được hay đánh cắp mất lưới. Có một đêm anh mang về cả chục con cá, mỗi con to cỡ chiếc muỗng ăn súp. Mắc bèn bảo chị Ri, chị thường trở về từ bệnh viện vào ban đêm thăm chúng tôi, đi rửa cá. Tôi dội cho anh than rửa bùn bám vào đôi chân gầy của anh. Mắc thì đi gom củi. Chúng tôi không hề ăn cá hay thức ăn thực sự nào khác trong nhiều tuần. Không kể, thỉnh thoảng vài con cóc, nhái, nòng nọc, dế hoặc rắn mối nhỏ kiếm được trong rừng. Cá đã nướng xong, màu nâu vàng, nhăn nheo xếp thành hàng trên chiếc đĩa trước mặt anh Than. Anh đưa cho Mark vài con, Mập được hai, A Phi được một, chị Ri một và tôi cũng được một. Tôi thưởng thức hương vị cá, tôi cắn một miếng, thận trọng như tôi liếm que kem lạnh anh Than cũng ăn chậm Miệng anh bận kể lại chuyện đi ra hồ của anh Mắc nhìn anh Hãnh diện vì đứa con trai của mình Avi thì đã ăn xong phần con cá của nó Nó đưa tay ra Cặp mắt sưng phù van xin Nó ngắt lời Anh Than Cho em một con cá nhỏ nữa nhé Than hơi bị mất tập trung Nhưng anh vẫn tiếp tục kể về chuyến phiêu lưu của mình Tôi chú ý đến sự kiên nhẫn của Avi, nhất là khả năng kiềm chế cơn đói của nó. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng ngồi quây quần và nghe một trong chúng tôi nói là khi nào. Anh Than, anh cho em một con cá nhé. Avi nài nỉ, bàn tay nó đưa ra phía trước. Anh Than bực bội, bẻ nửa con cá lẩm bẩm. Nó ăn mọi thứ, ăn bất cứ cái gì, kiến nó cũng ăn. Cho nên mặt nó bây giờ như thế đó Anh nói giọng bực tức Con bảo nó đừng ăn Nhưng nó ngoan cố Nó không chịu nghe Anh nhìn mắt như muốn bà đồng tình với mình Mắc dịu dàng đề nghị Con đừng giận Con trai Nó đói mà con Anh than đưa mắt nhìn Avi Rồi bật ra Đồ lì lợm Anh ném nửa khúc cá về phía nó khúc cá rơi qua kẽ hở trên sàn nhà rớt xuống dưới avi bèn nhảy theo nó chạy ra khỏi lều đầu quay qua quay lại đưa mắt háo hức tìm khúc cá tôi không hiểu được điều anh đã làm tại sao anh lại hung bạo như vậy tất cả chúng tôi đều bàng hoàng thế mà anh vẫn giận điên lên người run rẩy không vì lý do gì hơn là sự thiếu tôn trọng nhẹ nhàng của đứa em gái nhỏ đang chết đói của anh Mặt anh bừng bừng giận dữ khi chúng tôi chăm chú nhìn. Cuối cùng, Mắc nói. Sao con lại làm như vậy, con? Avi khóc thảm thiết. Chị Ri và tôi giúp nó tìm lại miếng cá bị rớt dưới gầm nhà. Chúng tôi nhẹ nhàng nhấc từng thanh củi nơi đống củi chỗ khúc cá rớt xuống. Tìm ra được rồi, nó tuyệt vọng. Thổi bụi bám vào khúc cá đi. Nó ăn, vẫn khóc và run rẩy như thể việc mất và tìm được miếng cá này tạo ra sự khác biệt giữa cái sống và chết ăn hết miếng cá xong người nó mới thư giãn đôi chân nó giờ đã thay đổi hình dạng sưng vù méo mó đến kỳ quặc chậm rãi mang nó trở lên lều nó không nói gì hình như chấp nhận hoàn cảnh và cách người ta đối xử với nó Bây giờ anh than im lặng Chúng tôi cảm thấy anh ăn năn qua sự im lặng đó Đêm nay mang đến cho chúng tôi một niềm vui ngắn ngủi Rồi tiếp theo đó là nỗi buồn Thật đau đớn để nhận thức rằng Khơ me đỏ đã đẽo gọt con người chúng tôi Làm cho tính tình chúng tôi dễ cáu bẩn Và cơn đói của chúng tôi trở nên sắc nhọn hơn chúng dẫn chúng tôi đến điểm làm cho chúng tôi trở thành độc ác hơn với nhau như người ta đã từng độc ác với chúng tôi việc phân phối gạo đã hoàn toàn chấm dứt nạn đói lại xuất hiện trong chúng tôi bệnh phù của avi lại càng trầm trọng hơn chất nước từ các kẽ nứt ra nó đi chậm chạp như một con rùa thân thể nó cứng đờ lại vì chất nước không ngừng sinh ra dưới lớp da mỏng trắng xanh của nó một ngày nọ khi tôi và mắc từ rừng trở về lều thì nó đã đi mất chị ri mang nó lên bệnh viện tại đây nó có được phần ăn tuy không nhiều nhưng có còn hơn không nó sẽ chết tại đó tôi sợ như vậy tôi chưa từng biết ai đến đó mà trở về theo chỗ chúng tôi biết nơi đó chẳng hề có thuốc men vậy mà chúng tôi vẫn gửi nó đến đó đến cái bệnh viện thô sơ này bẩn thỉu và không hề có hệ thống y tế vệ sinh. Đầy ruồi nhặng, bù vào mắt bệnh nhân, còn người bệnh thì nằm la liệt trên sàn nhà giữa những chiếc giường đôi cũ kỹ. Dẫu sao cũng có chị Ri ở đó để chăm sóc nó. Thời gian trôi qua, đã một tháng kể từ khi Avi rời nhà đến bệnh viện. Ở nhà, chúng tôi cũng có cuộc chiến của riêng mình. Mắc, Mập và tôi cũng bị nhiễm bệnh phù. Anh than thì lại được gửi đến một nơi nào đó để lao động, nhưng tôi cũng không còn sức để nghĩ tới anh. Cái đói đã làm mờ trí óc của tôi quá nhiều, đến nỗi không còn lo cho ai được nữa. Mỗi ngày tôi chỉ đủ sức giữ đủ năng lượng cho trái tim mình đập. Rồi chị ri trở về từ Dapo, mắt chị trống rỗng, bụng chị nhô ra vì bệnh với vẻ mệt nhọc của một bà lão, chị Di 15 tuổi của tôi gục xuống trên sàn nhà. Mắt chị ráo hoảnh, mặt chị buồn và đầy cảm giác tội lỗi khi chị kể cho chúng tôi nghe về cái chết của A Vi. Thều thào, chị giải thích. Đêm qua, con thấy sự thay đổi nơi thân thể A Vi. Hàm nó nghiến chặt, thân thể cứng đờ. Con thắc mắc nhưng không hiểu tại sao nó lại ra như vậy. Sáng nay, con thức dậy và nhìn nó. Nó đã hoàn toàn thay đổi, cứng đờ, rất gầy. Bệnh phù của nó đã hết, rồi khi con nhìn vào chân nó, con thấy kiến bu nơi kẽ các ngón chân, chất nước sền sệt đã dỉ ra qua những chỗ nứt của da. Con ngắm nhìn khuôn mặt trơ xương của nó và muốn khóc, nhưng con không khóc được, con không hiểu được, con cũng không khóc được. Khi nhân viên bệnh viện đem nó đi chôn có lẽ vì con đã thấy quá nhiều cái chết. Mắc không khóc, bà chỉ đưa mắt đăm đăm nhìn xuống chị Ri. Mập thì nhìn lên mẹ, nó còn quá nhỏ không thể nói gì được và còn quá nhỏ để hiểu được cái chết. Lắng nghe chị Ri mô tả về cái chết của Avi, tôi bỗng sợ cái chất lỏng đang ngay bây giờ hình thành trong tôi, mắc và mập. Cánh tay, mặt, bàn tay của chúng tôi căng phồng lên, tôi cảm thấy một nỗi kinh hoàng chẹn lấy cổ họng. Cái chết của Avi đã làm cho tôi quyết mình phải sống. Trong thâm tâm, tôi tự bảo mình phải đi tìm các loại lá ăn được, cóc, chuột, dế, bất cứ thứ gì tôi cần để sống. Cái chết của Avi sống dai trong tâm trí chị Ri. Việc chị không còn đủ sức khóc em đã ám ảnh chị. Trong cơn tuyệt vọng, chị quay về với Phật giáo, một thiết chế từ lâu đã bị Khmer Đỏ tiêu diệt và xem thường dù vậy chị vẫn tìm một con đường thích hợp cho chính mình chị nhớ đến việc đầu thai tức ý nghĩ cho rằng sau khi chết chúng ta sẽ tái sinh chị cố hòa giải những xung đột bên trong theo cách này như cha mẹ chúng tôi hay người lớn thường làm thế trước khi khơ me đỏ nắm chính quyền chị nói với linh hồn avi nếu chị còn sống để kết hôn, xin linh hồn em gái hãy đầu thai trong dạ con của chị. Chị muốn có một cơ hội khác để chăm sóc em. Cuối cùng, chị Di khóc. Con tim chị xin một sự lượng thứ, linh hồn chị được an ủi. Tâm trí chị giờ đây được bình yên, chị bảo tôi như thế. Chính tôi cũng nghĩ đến đạo Phật nữa. Tôi nghĩ về những người đã chết và hy vọng sẽ đầu thai để tái sinh trong cuộc đời này. Trở lại đây khi cuộc sống được tự do và hòa bình được thiết lập lại trên đất nước Campuchia. Với suy nghĩ này, tôi nhẹ lòng khi nghĩ rằng mình sẽ gặp lại những người thân trong gia đình. Mắc và tôi bị bệnh nặng hơn, cộng thêm với bệnh phù, lại bệnh sốt rét cũng trở lại. Trời nóng nhưng mắc và tôi đều run cầm cập với cơn lạnh Như từ trong thân thể thoát ra Nằm sau lưng mắc Tôi thấy lưng mẹ run lên Trong khi chính thân thể tôi cũng run lên bẩn bật Em mập Mới lên 3 tuổi Ngồi bên cạnh chúng tôi Bối rối Hình như em muốn giúp chúng tôi Nhưng không biết bằng cách nào Rồi có lúc tôi gục xuống ngủ Trong khi ngủ Có lúc tôi mơ màng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của nó. Mắc và Thi bị bệnh. Tôi cũng mơ màng, nghe thấy tiếng chân bước lên bậc thang trước cửa lều, như trong một giấc mơ. Mắc, con trở về đây. A Thi, A Thi, dậy đi. Giọng nói thúc giục, cứng rắn và lo âu. Tôi cảm thấy có một bàn tay lay lay vai mình. Và tôi nhận ra đó là chị Ra. Tôi mừng như phát cuồng. Chị ra đỡ tôi vào mắt ngồi dậy, hứa sẽ cạo gió cho lưng chúng tôi. Đó là một phương pháp chữa bệnh truyền thống. Theo đó người ta dùng đồng tiền trả đi trả lại nhiều lần dọc theo hai bên xương sống và các vùng khác nhằm giúp làm mau lành bệnh. Sau khi cạo gió xong, chị ra còn tiến hành một cách khác, một lối chữa bệnh mà người Campuchia gọi là chop bỏ một mảnh gỗ đang cháy đỏ vào trong một lọ thuốc, chị ra ép ngang vào chán tôi phía trên lông mày. Trong lúc quá bệnh, tôi không còn cảm thấy nóng nữa, nhưng chán tôi bị cháy để lại một vết sẹo vĩnh viễn. Sức lực của tôi dần dần trở lại, nhìn chị ra chữa bệnh cho mắc, tôi tràn đầy lòng biết ơn. Tự trong thâm sâu, tôi đã tưởng rằng mình và mắc sẽ chết, nhưng chị ra trở về kéo chúng tôi trở lại từ bàn tay của thần chết chị ra kể cho chúng tôi nghe những chuyện khủng khiếp ở froncromva một nơi bệnh tật hoành hành khiến nhiều người lao động đã chết vì kiệt sức vì không được nghỉ ngơi và vì thiếu thuốc men trại lao động đã trở thành một ngọn núi chôn cất người chết trong số những người gục ngã đó có gì rin tôi rất đau lòng khi nghe tin này nhưng thật là kỳ cục khi tôi không cảm thấy thật sự buồn. Chết là một chuyện thường ngày và chúng tôi đã tê liệt trước cái chết của những người khác. Người ta chết nơi đây, nơi kia, quanh chúng tôi như ruồi mũi bị xịt thuốc. Tôi chuẩn bị tinh thần để đón tin tức xấu hơn. Tin về chị Chê. Nhưng chị ra vội vã chấn an tôi rằng chị Chê vẫn còn sống nhưng chị bị bắt làm việc cực nhọc hơn người trưởng đoàn của chị đã canh giữ chị rất chặt. Đó chính là người đàn bà đã xem chị chê như kẻ thù kể từ ngày chị che giấu cho cuộc nói chuyện thầm lặng của chị Ra và chị Ri tại trại Đapo. Chính linh cảm đã thúc đẩy chị Ra trở về làng. Trí óc chị không ngừng bảo chị rằng đã có một điều gì rất xấu xảy ra với mắc. Chị biết mình cần phải rời nơi làm việc trong vài ngày. Chị ở tại một bệnh viện Xin thuốc chị sốt rét Chị óc chị luôn luôn nhớ đến gia đình Thuốc Tây à? Thuốc Tây vẫn còn sao? Tôi ngạc nhiên khi thấy Khơ Me Đỏ chấp nhận dùng nó Khi mà họ tỏ ra căm ghét tất cả mọi thứ Thuộc về thế giới phương Tây hiện đại Chị ra nói giống như một người kể chuyện Hết sức linh động bằng mắt và cử chỉ Như một đứa bé kể một câu chuyện hào hứng Mắc hỏi chị làm sao có thể rời Fromkova được và tại sao chị Chê không cùng đi với chị? Chị ra cười ấm áp, mắt chị sáng rỡ. Chị thuật lại: Con giả một bức thư nói rằng người mê cốc của con cho phép con trở về làng vì mẹ bị đau nặng. Con ký luôn tên bà ta. Chị lại cười. Con chạy khỏi Đôngkovva lúc trời chưa tối và đưa lá thư ra trình tại các trạm gác. Họ để cho con đi qua Chẳng hỏi han gì Con đi nhờ xe bò từ làng này sang làng khác Cho đến khi về gần đây Chị thở một hơi thật dài Nét mặt nhẹ nhõm đưa mắt nhìn mắt Cuối cùng chị đưa cho mắt Những viên thuốc màu trắng tròn nhỏ Mắc lấy vài viên, nuốt chửng một cách tham lam. Bà nghiêng nghiêng đầu như để cho các viên thuốc trôi tuột xuống họng. Tôi nhìn mẹ, tim tôi thắt lại khi thấy khuôn mặt sưng phù, tái nhợt và mái tóc khô, sơ xác của bà. Chậm chậm, bà đưa tay về phía chị ra. Cho mắc thêm thuốc nữa, có lẽ nó sẽ làm cho mắc mau lành bệnh hơn. Chị ra đưa chiếc khăn gói thuốc cho mắc. Mắc, nhiều lắm đấy. Chị kêu lên báo động cho mẹ. Chị co rúm người lại khi thấy mắc vốc một nhúm thuốc bỏ vào miệng tôi không biết có bao nhiêu viên mắc đã nắm trong bàn tay chỉ sau đó tôi mới hình dung ra bà đã uống rất nhiều mắc trở bệnh rất nặng thân thể bà lăn lộn kích động và nghẹt thở tiếng nôn ụa khan liên hồi của bà làm tôi thấy nhói nơi dạ dày tôi thấy may là mình chỉ uống hai viên thuốc sốt rét lặng lẽ tôi cầu nguyện Tôi cầu nguyện trời cho mẹ tôi thoát qua được vụ uống thuốc quá liều này. Đến sáng, tôi nhẹ người khi thấy bà đã khá hơn. Một tháng sau, chị chê trở về. Thật kỳ diệu, chị mang theo thức ăn, gạo và cá khô ướp muối. Chị còn mang một hộp đựng cơm và cá đã nướng, một thứ xa xỉ. Từ lâu rồi chúng tôi không được ăn. Thoạt đầu, tôi không nhận ra chị chê. Chị trông rất khác vẻ mặt khỏe mạnh da chị đỏ thẫm vạm vỡ tóc chị dày xõa xuống vai chị mập mạp trở lại trông giống như chính chị trước đây khi khmer đỏ chưa cai chị chị về mang theo những câu chuyện buồn nhiều tuần trước đây trong khi đang phát khu rừng dày ở đông kova để trồng bông vải một nhánh cây đã cắt đứt chân chị tạo ra một vết thương nhỏ và nhanh chóng nhiễm trùng chị không thể đi đứng được và như vậy thì chị không làm việc được chị biết rằng như thế số vận chị được tính từng ngày người trưởng đoàn bây giờ đã có cơ hội tốt để kết án chị buộc chị là đã không làm tròn nhiệm vụ đối với ăn ca với ý tưởng ấy trong lòng chị chê bèn nghĩ ra một cách để cứu chính mình một mình trong trại chị viết một bài nhạc chiến đấu cho người trưởng đoàn của mình một bài hát về thiên nhiên, về rau cải xanh tốt, về trái cây, vụ mùa, tất cả những gì mà chị đã tạo ra trong mấy tháng lao động. Đó là một bài hát ca ngợi lao động nặng nhọc ở Phnom Cova. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.